giáo nào mà cũng tâm sinh lý, à lộn, tâm lý như cô giáo Thảo thì chắc không có học sinh bùng học đâu nhở. Khi được nghe Hải hỏi lại mình như vậy, cô giáo Thảo cũng phì cười. Vậy là cô cũng trầm ngâm rồi suy nghĩ một lúc. Mà kể ra thì cũng lạ lắm nhá, người con gái mà người ta đã xinh đẹp rồi, họ có làm gì, chơi gì, ăn gì, biểu hiện như thế nào cũng toát lên một cái vẻ rất ư chi là xinh đẹp. Cái lúc mà cô giáo Thảo tay chống cằm rồi trầm tư suy nghĩ thì trong cô toát lên một cái vẻ vừa xinh xắn vừa trông học thức thông minh. Ngồi đối diện như Hải thì chắc chắn là bị cuốn hút rồi, cơ mà chỉ thi thoảng dám liếc trộm nhìn thôi. Đang liếc liếc thì bỗng dưng cô giáo Thảo quay ra. À vậy thì cô có cái ý kiến này nhá, ở trên lớp thì Hải cứ gọi cô như các bạn, còn ở nhà nếu như mà gặp cô thì thi thoảng em có thể gọi cô bằng chị, ok chưa? Sau đó thì cô giáo Thảo nở một nụ cười trông rất là lém lỉnh và cute phô mai sô cô la. Mà cô giáo đã có ý như vậy rồi thì Hải làm sao mà có thể khước từ được. Hải cứ vâng dạ rồi cứ thế làm theo thôi. Ngồi một lúc nữa ăn kem xong, thế là cả hai cô trò nhổ neo, nhà nào về nhà người đấy. Về đến nhà thì Hải suy nghĩ mãi không thôi. Bây giờ bên trong Hải đang có cái cảm giác gì nó lạ lắm, nó lạ theo cái kiểu mà không thể nào nó diễn tả được ấy. Hải đã sống năm nay mười mấy năm trên cuộc đời rồi nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế. Có lẽ nào là mình đang tương tư cô giáo không? Hải nghĩ thầm trong bụng. Nhưng sau đó thì Hải cố gắng chút bỏ những cái suy nghĩ không hay như thế ra khỏi đầu mình. Nhưng mà cũng không hiểu tại sao càng chút bỏ thì nó lại càng nạp đầy. Từ thế này thì có phải là chết Hải không? Nhưng rồi thì Hải cũng phải xác định một cái tâm lý nó cực kỳ rõ ràng, đó là bản thân đã say nắng cô giáo từ khi nào. Và chắc chắn là chuyện này thì sẽ không thể diễn ra được và cũng không thể đi đến đâu được. Phần vì tuổi tác, phần vì lễ nghi phong tục, cơ mà Hải thì cũng buồn vui lẫn lộn lắm chơ. Hiện tại thì tuổi của Hải vẫn đang là tuổi giao thoa giữa người lớn và con nít, vậy nên là cái chuyện mà dễ chấp nhận thực tại và lãng quên thì nó cũng có thể diễn ra được. Nhưng mà có một điều không thể nào phủ nhận được hay là tránh được, đó chính là duyên trời sắp đặt. Hải có thể cố gắng quên và chấp nhận thực tại, nhưng mà cứ hết lúc nào Hải sắp quên được rồi thì y như rằng là lúc đấy lại có biến, và điều ấy lại càng khiến Hải không thể nào tách rời ra được. Đôi khi trong cuộc sống có những điều mình càng cố gắng ruồng bỏ thì nó lại càng bám lấy mình. Ví dụ đơn giản như là nghèo này và rất là nghèo này. Còn đối với Hải thì đơn giản chỉ là chuyện quên đi. Quên đi cái cảm giác say nắng và quên đi cái cảm giác hồi hộp mỗi lần đứng đối diện. Cơ mà lửa thì đã gần rơm rồi, lâu ngày kiểu gì cũng có thằng lôi ra đốt. Hôm đấy thì Hải đến trường và đi học như bình thường. À dĩ nhiên là hôm đấy cô giáo Thảo cũng đi dạy. Còn ở trong lớp của Hải thì vì cái chuyện mà hôm đầu tiên nhận lớp thì Hải quát cho hồn hết cả hền. Thế nên là bọn thằng Lâm vẫn cứ ghim chuyện đấy ở trong lòng. Chúng nó cũng tìm hiểu xem Hải là thần thánh phương nào hay là đệ của đại ca nào đấy ở lớp trên mà lại dám quát chúng nó thẳng căng như thế. Sau một cái khoảng thời gian điều tra xong, biết Hải cũng chẳng có cái vẹo gì ngoài cái vẹo thừa, thế là chúng nó quyết định dạy cho Hải một bài học. Chiều nay sau khi mà tan học xong thì chúng nó sẽ đợi Hải ở một cái bãi đất trống. Hải đi học về thì kiểu gì cũng sẽ qua đấy, vì cũng chẳng biết để mà phòng bị từ trước đó. Thế nên là khi mà đi qua đấy thì Hải bị chúng nó gọi lại một cách bất ngờ. Thằng Lâm bảo Hải xuống xe rồi đứng trước mặt Hải, giọng thì cực kỳ khệnh khạng: "Chào bạn tổ trưởng, bạn còn cái gì ho thì ho nốt đi hộ chúng tôi cái." Thấy Hải không nói lại gì, thế là thằng Lâm được nước lần tới: "Sao bây giờ thì mồm của mày câm thế, không nói với quát nữa đi. Mày là tổ trưởng, mày kinh lắm cơ mà. Mày có tin là hôm nay tao cho mày răng môi lẫn lộn không?" Vừa mắng quát thì thằng Lâm lại vừa dùng tay đẩy vai Hải, kiểu rất ư chi là khiêu khích luôn. Cơ mà Hải thì vẫn nhịn để cho qua chuyện. Nhưng mà ta càng nhân nhượng thì địch nó lại càng lớn tới. Thằng Lâm bắt đầu lôi cả cái chuyện cô giáo Thảo ra để nói. Lúc này thì Hải trông rất là xù xì và gai góc rồi, đầu thì cũng hơi kiểu xì khói đen khói đỏ rồi. Thế là Hải khuỵu chân vào thế thủ và cho thằng Lâm một cước. Lâm thì ỉ mình đông người ở cửa trên, không hề có một chút phòng bị nào, thế là ăn nguyên một cước. Chẳng sao nó giáng xuống đầu hoa cả mắt, mũi thì chảy nước cà chua tòng tòng. Thấy thế thì đám bạn của thằng Lâm cũng như đám đàn em mới nhau hết về chỗ Hải. Tuy là cũng học taekwondo 5-6 năm rồi, nhưng mà một mình thì cũng chống chọi 2-3 thằng thôi. Đây nó gần chục thằng lận thì võ vẽ gì cái tầm này. Hải thì cũng chỉ đỡ được vài cái đầu, về sau thì vẫn nằm im chịu trận. Tiếng chúng nó sút bộp bộp, Hải cũng chỉ biết oan người để tránh va phải những cái chỗ hiểm. Bỗng dưng từ bên ngoài đường vọng vào một tiếng hét lớn: "Dừng lại ngay đi không? Các em đang làm cái gì đấy hả? Các em có thôi ngay đi không hả?" Thời còn đi học, anh hùng nào mà chả từng bị đội bạn úp sọt rồi combat. Và ngoài anh hùng ra thì anh Hải cũng bị combat úp sọt tương tự luôn. Nhưng cũng rất là may cho Hải, tại vì cô giáo Thảo đến đúng lúc. Còn thằng Lâm đang massage body cho Hải bon tay thì bỗng dưng từ đâu cô giáo Thảo xuất hiện như một vị thần rồi quát chúng nó. Cả bọn thằng Lâm nghe và nhìn thấy thế là chạy toán loạn, vẫn không quên quay lại nạt Hải: mày nhớ lấy nhá, chúng tao vẫn chưa đánh đủ đâu. Con mà dám bố láo nữa, lần tới bố cho mày như tử luôn. Đi thôi chúng mày ơi." Nhóm chúng nó mỗi đứa một hướng rồi rời đi. Lúc đấy thì cô giáo Thảo cũng chạy đến bên Hải. Cô thảnh thốt rồi kéo Hải ngồi dậy, phủi bớt bụi đất trên người của Hải rồi hỏi: "Em có làm sao không?" Học đến cái câu này thì tôi thiết nghĩ kiểu cô hỏi Hải có sao không á. Ôi rồi ôi luôn, 10 mạng nó sút cho như thế, may ra chỉ có quả bóng đá trên sân nó mới không thấy đau thôi. Hoặc là dăm ba cái ông mà người mình đồng ra sắt thì chắc là mới không đau thôi. Chứ Hải nó là người thật việc thật, đúc thịt nguyên khối mà. Thế quái nào mà không đau được. Thế là hình như là sau khi nói câu đấy thì cô giáo Thảo bắt đầu cũng chạm phải dòng suy nghĩ giống của tôi. Thế là mới ân cần hỏi lại Hải: "Cô xin lỗi nhá, cô hỏi câu vô ý quá. Em cố gắng chịu đau một xíu nữa nhá. Cô đưa em về nhà." Lúc này thì Hải vừa đau lại vừa tức, thế nên cũng chỉ gật và nói vâng. Cũng may là có cô giáo Thảo ở ngay đây, thế nên là Hải cũng được an ủi phần nào. À, trận đòn vừa rồi dường như cũng không phải là vô ích. Hải chỉ đường rồi cô giáo Thảo đưa Hải về đến tận nhà. Y không yên tâm và muốn giúp đỡ Hải băng bó vết thương, nên là cô giáo Thảo đi vào tận nhà cùng với Hải luôn. Mẹ của Hải thì đang đi làm, vậy nên là trưa đó không có nhà. Hải thì cũng khá là ngại cô giáo Thảo nhưng mà miễn cưỡng để cho cô đi vào nhà. Vào bên trong nhà thì cô giáo Thảo giục Hải đi tắm, vệ sinh hết các vết thương cũng như là bùn đất ở trên người. Rồi thì sau đó cô giáo Thảo sẽ giúp Hải băng bó vết thương. Hải vừa xấu hổ lại vừa ngại ngùng, cơ mà chối như thế nào đi chăng nữa thì cô giáo Thảo cũng không chịu. Vậy nên Hải đành phải thuận theo ý cô thôi. Hải lột đồ ra để đi tắm thì khắp người toàn là vết bầm tím và vết chảy xước. Nước rửa qua vết thương đến đâu thì Hải lại cắn răng chịu đựng đến đấy để không hét lên.